Hàng về hàng về các bạn ơi Có lẽ đọc tiêu đề của video thì bạn đã biết sản phẩm này là gì rồi Nhưng mà đối với mình thì mình cực kỳ háo hức khi mà cầm cái chiếc tai nghe này trên tay Đây là Marshall Minor 3 Và cảm ơn UTC Shop đã cho mình mượn sản phẩm này để có thể cử tới bài video trên tay cho các bạn Và bây giờ thì intro nha Và đây là Marshall Minor 3 ngay từ khi chiếc tai nghe này ra mắt thì mình cũng như là một số anh em trong công ty mình cảm thấy rằng đây là một chiếc tai nghe có thiết kế cực kỳ đẹp và mình bọn mình rất nóng lòng để có thể trên tay nó và hôm nay thì nó đã có trên tay mình đây mình sẽ mở hộp nhanh thôi ở bên ngoài thì các bạn có thể thấy rằng cái thiết kế của hộp nó rất là đậm chất ma luôn nhìn nó rất là kiểu ngầu đó một cái màu đen cũng như là những cái hình ảnh ở đây họ làm cực kỳ là bắt mắt và đẹp mắt rồi bên trong này thì chúng ta sẽ có đầu tiên là sách hướng dẫn này đó và đây là chiếc tai nghe của chúng ta. Wow, nó được bọc trong một cái bọc giấy như thế này và chúng ta rút nó ra. Ok, đây là chiếc tai nghe nhá. Ở phía dưới này thì các bạn đã chỉ được tặng à, đây là sách hướng dẫn tiếp này. À không, đây là sách à, để mà, phiếu bảo hành, phiếu bảo hành thì đúng hơn. Rồi, còn ở dưới này sẽ là một cọng cáp nữa. Cọng cáp này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó chỉ là một cọng cáp USB. À ui, chết rồi. Không hề đơn giản chút nào các bạn ạ. Nó thiết kế một cách nhìn rất là riêng luôn đấy có những cái vân đan chéo này và có dòng chữ Maso phía cạnh này wow đây là một cọng cáp rất giá trị luôn có thiết kế riêng đậm chất Maso và đây là nhân vật chính của chúng ta chiếc uh, Minor 3 thoạt nhìn đầu tiên thì uh, nhìn trên ảnh chứ có lẽ rằng khi mà hỏi 10 người chắc 9 người sẽ đồng ý rằng đây là một mẫu tai nghe Apple AirPods 2 mà được chỉ thay vỏ thôi cá nhân mình thì mình cũng đầu tiên mình cũng tưởng là chiếc tai nghe này độ từ AirPods 2 lên nhưng mà thực tế không phải khi mà mình cầm AirPods 2 trên tay và cầm chiếc tai nghe trên tay thì hai chiếc tai nghe này nó lại khác nhau khá là đáng kể đầu tiên thì cái hộp vỏ này của chiếc Mino 3 thì nó sẽ là vân giả da các bạn nhé chứ không phải là da thật nhé đầu tiên thì mình nghĩ rằng là da thật cơ thì nó sẽ cực kỳ cao cấp nhưng mà khi mình ngẫm lại thì đây là một cái vỏ nhựa có vân da điều này thì nó sẽ giúp cho cái mẫu tai nghe này nó bền hơn so với việc nó làm bằng từ da thật. Ờ, phía trước này thì sẽ có thêm cái logo Maso nữa và cái logo này làm bằng silicon nhé. đấy các bạn bước vào đây à, nhìn rất là êm này. rồi về kích thước thì các bạn có thể thấy rằng là cái chiếc Maso này nó to hơn khá đáng kể so với mẫu tai nghe Airpods 2 ở phía mặt sau này, mặt sau thì cũng khá là tương đương. À, mặc dù là cái phần bản lề của chiếc tai nghe này nó to hơn một chút. Ở mặt trước thì mẫu tai nghe Airpods 2 này nó sẽ không có một cái logo gì cả, thì bù lại thì chiếc tai nghe này có logo thì nó cũng có điểm nhấn hơn. ở mặt sau thì Airpods 2 có một cái nút để có thể kết nối, nhưng mà với cái chiếc Miner 3 này thì nó sẽ có cái nút đó ở phía dưới này và ở đây chắc chắn là cổng Type C si rồi chứ không phải cổng Lightning. phía trong này thì là housing của Miner 3 thì đây là một cái mẫu housing mình thấy rằng nó cực kỳ đẹp mắt logo của maso nằm ngay phía mặt trước này và khi các bạn lấy ra các bạn có thể nhìn thấy ngay cái logo này và khi mà đưa lên tay á uầy đeo thử cực kỳ đẹp mắt luôn các bạn ạ rất ấn tượng và cái mẫu housing này thì nó cũng chỉ làm bằng nhựa thôi cái trọng lượng của nó là khoảng hơn 3 gram một chút và khác với Airpods 2 nó là một cái dạng nhựa bóng, nhựa trơn hoàn toàn Thì với Mano 3 này thì nó sẽ là một cái dạng nhựa hơi nhám một chút Phía dưới này thì nó sẽ có những cái vân khía vào đây Và khi mà các bạn cầm lên á, ma sát cực kỳ luôn Và cái phần housing bên trong này thì mình thấy rằng nó to hơn Airpods 2 một chút Kể cả là về chiều dài hay chiều ngang thì nó đều to hơn Airpods 2 Tuy nhiên thì cái đuôi của mẫu minor 3 này thì nó lại ngắn hơn Airpods 2 và đối với mẫu Minor 3 này thì nó sẽ sạc ở phần dưới này nó Nó có hai chỗ châm ở đây Thay vì là nó sẽ đặt ở phần cuống này giống như Airpods 2 Và cái phần cuống này của trên mẫu Minor 3 thì nó sẽ có thêm những cái đường vân tròn đồng tâm và làm màu vàng đồng Cực kỳ đẹp mắt Nói chung là về thiết kế của mẫu Marshall Mino 3 này thì chúng ta không có quá nhiều điểm để chê Bởi vì nó hoàn toàn đẹp mắt và nó rất là mang đậm chất Marshall xuyên suốt đó chính là một màu đen tuyền và có những cái điểm nhấn logo màu trắng này và những cái điểm xuyết màu vàng đồng ở đây cực kỳ đẹp mắt có cái vân khía này nữa, à wow, ước thực sự là mình rất là thỏa mãn khi mà uh, cầm chiếc tay nghe trên tay bởi vì nó hoàn toàn có thể thỏa mãn được mình một điểm cộng rất lớn mà mình có thể thấy được ngay đó chính là cái hộp đựng này của mẫu Mino 3 thì nó làm bằng nhựa này và nó sẽ không bị bám màu dầu vân tay cũng như là không bị dễ xước như là cái vỏ nhựa bóng này trên AirPods 2 đây là một điểm cộng rất lớn đối với mẫu Marshall Minor 3 này thì nó sẽ có tiêu chuẩn chống nước là IPX4 tương đương với AirPods 2 ở ngoài ra thì cái vỏ này thì nó sẽ có chuẩn chống nước là IPX3 có nghĩa là các bạn có thể đi mưa nhẹ hoặc là chống bắn nước thôi chứ không thể là ngâm nước được khi mà mình đưa cái tai nghe vào đây thì cái nam châm hút khá là mạnh và mình thấy rằng nó mạnh hơn một chút so với AirPods 2 một trong những yếu tố mình thích nhất trên chiếc Marshall Minor 3 này đó chính là cái tai nghe này thì nó làm dạng earbud có nghĩa là nó sẽ không có cái mút silicone ở đây nó sẽ không làm đau tai khi các bạn nghe trong thời gian dài Còn nếu với những bạn mà thích cái kiểu chống ồn chủ động tốt thì Marshall cũng có một dòng tai nghe đó chính là Motif ANC cũng ra mắt cùng với cái chiếc tai nghe này Tuy nhiên thì cái tai nghe đó là chống ồn chủ động về thông số kỹ thuật thì Marshall cho biết rằng mẫu tai nghe này sở hữu cái driver là 12 mm và mình đã nghe thử trong một khoảng thời gian rất là ngắn thì mình có thể thấy rằng là chất âm của nó thì có thể nó sẽ nhỉnh hơn Airpods một chút đấy. còn cụ thể như nào thì các bạn hãy đợi video đánh giá chi tiết mẫu tai nghe này thì mình sẽ nói rõ rõ hơn. Về thời lượng pin thì theo như hãng đưa ra thì mẫu tai nghe này có thể nghe tới khoảng 5 giờ có nghĩa là nó sẽ nhiều hơn AirPod 2 một chút Còn khi mà các bạn sử dụng thêm với hộp sạc này nữa thì cái tổng thời lượng nghe nó rơi vào khoảng tầm 25 giờ Nó khá là đủ để các bạn có thể nghe khoảng một tuần Khả năng kết nối của mẫu Marshall Minor 3 này thì cũng khá là tốt Nó sẽ sở hữu Bluetooth 5.2 này Có thể kết nối được cả với Mac OS, Windows, iOS và Android nữa Ngoài ra thì với những mẫu điện thoại Android có hỗ trợ Google Fast Pair thì nó cũng có thể kết nối một cách nhanh chóng khi các bạn mở lên là nó sẽ lập tức ngay kết nối với mức giá như mình tham khảo được thì mẫu tai nghe này có mức giá loanh quanh khoảng 4 triệu đồng nhưng mà đây là mẫu tai nghe đầu tiên về đến trường Việt Nam vì vậy nó sẽ có mức giá cao hơn một chút và cụ thể như nào thì các bạn có thể tham khảo tại cửa hàng UTC Shop và trên đây là video mở hộp mẫu tai nghe Maso Mano 3 một mẫu tai nghe có thiết kế cực kỳ đẹp mắt mà anh em đang rất quan tâm cảm ơn cửa hàng UTC Shop đã cho mình mượn sản phẩm này nếu thấy video hay đừng quên like share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nhân Việt Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.